xin chào cả nhà. Con có không gặp chị Linh, gặp chị cũng đơn hai tên là chị nhậu cũng gặp bà nhậu dạ, nhưng mà hôm nay đi cái quán này đẹp cả nhà. Lần đầu tiên hai chị em tới cái quán này nha, mà ngay chỗ biển luôn, để quay cho cả nhà, khoe cho cả nhà nha. Này, cái quán này gần nhà chị Linh cả nhà, mình có thể ngồi dưới biển mình uống nè. Ở trong thì coi nhà hàng ở trong mà mình không có ngồi ở trong nha cả nhà. Ông ngồi có thể ngồi ở ngoài luôn. Cái này gần ngay cái lake vậy cả nhà, Big Lake. Tối nay mình ăn đồ biển, mình uống rượu trắng nha. Vô cái đi chị. Chị mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Add oysters as well? Yeah, I love them. How many oysters? You can either do a half dozen or a dozen. Do we do a dozen first? A dozen first? Uh-huh. Myself, I have a dozen. I know. We order again. We do a dozen first and we can order again. In 5 seconds. Scare you? Coming right up. Scare you? I didn't see anymore. Yeah, no. You work all day today? I did. All day. I got out of school at 3:30. Uh-huh. Then I picked up my friend's sons from swimming. Uh-huh. And then dropped them off. And then dropped them off. And here I am. Drop them in. I tell them long. What is this? That's your. And you. I think you got a Lin cup. Linh class. Chị Linh có món này đồ sống nha cả nhà. Ceviche. Nè, có ớt sẵn cho chị nè nha. You want hot sauce? Sure. Okay, we got it. Alright. Mời cả nhà nha. Try it. You can switch your lemon. That was not heavy. A little bit, but I got more. Yes. Maybe. Oh my god. I know, right? Ask and you shall receive. I guess it's awesome. Absolutely. Đó này là summer như cả nhà, ăn ớt trời cho chết, từ chết đến chết. Không chồng mà ăn ớt sờ. Không ai chờ có chồng có bồ mà ăn ớt sờ. Vô chưa? Em ready? I'm so busy. Are you on YouTube now? Yes. Okay. One first. One first? Yeah. Okay, here, go. Yo. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Yo. Yo chị. Yo. Yeah. Ông chồng em cũng mê nè món này lắm nè. Anh, chết anh chưa? Chết chưa? Ủa, Quang ơi, ăn không Quang? Chị, Quang ơi ăn không? Hả? Chị sao nó phốt? No, no, ai sẽ lại quay cho em xả em coi á. Không hả? Quang ơi ăn không? Chị cho ông đi. Quang ơi, Quang. Tạo sống Quang ơi. Quay đi. Ngon à. I was about to say, I was like, oh, I'm so sorry. No, it was delicious.
You got me good, ladies. I'm not gonna lie. We got you, right? Absolutely. Maybe Sasha will take these out of your window. Yes. Some more room. Can I pick four? Actually, you know, that is important. Yes. Otherwise, we come to a fork in the road. That's right. And it's a problem. Yeah, we'd have to take a step. There we go. We'll take a look at this. There we go. Now in Jamaica, there's going to be a lot of stuff like that. Remember, don't forget to bring me the... I won't forget. Bamboo underwear. Bring some gift home for us, okay? How come? Take it easy, okay? Okay, I'm gonna get this color. Chị lên chị thích món này nhất rồi cả nhà. Yo, one, two, three, yummy. Ôi cả nhà. More order nữa mà hết rồi phải không chị? Chiên cá chị. Yo. Chicken taco. Chicken taco. Dry chị. It's from Dry. It's a root. Don't think ever saw. Cheers. This is gonna be like cheers. This is a big fan fry. Yummy. Okay, now I know. Yeah, ma'am. Thank you, ma'am. Chicken taco. Thank you, ma'am. Yeah, can I have a pepper cone, ma'am? I'm sorry, I have only one hand for this. Okay. Yeah. Cheers. Mời cả nhà nha. Vô chị. Yeah, đó. Mở máu mình miếng bự ra. Yummy. Hey, how is it? Anything I can take out of your way? This one. I guess you can take this. What? What you just say? Buy Tesla. Buy Tesla from California. In California. In California. But we are in California. They get a full silver car wash in Florida. Full silver car wash. Oh yeah, I can find you.